phát nguyện từ bây giờ mình lấy Đức Phật làm thầy, giống như Đại Lão hòa thượng Tịnh Không ngày ngày giảng, anh nói rằng thờ ngày học với thầy Lý Bỉnh Nam, nói rằng tôi dạy cho ông 5 năm, sau 5 năm tôi sẽ chỉ cho ông một vị thầy thứ hai khi dạy hòa thượng Tịnh Không xong thì đưa quyển sách của Đại sư Ấn Quang cho Đại lão hòa thượng Tịnh Không. Nhưng tới đầu hòa thượng Tịnh Không thì ngài nói rằng là khi ngài hướng dẫn vị niệm Phật, ngài chỉ chỉ cho chúng ta đúng một vị thầy, đó là Đức Phật A Di Đà, nghĩa là lấy Phật A Di Đà làm thầy. Có nghĩa là cái người đời sau Có khi họ đọc sách Họ cũng chưa chắc hiểu Và như lời dạy của Ấn Quang Đại Sư Cũng chưa chắc làm nổi luôn Nên tới đời của Đại Lão ở Thượng Tịnh Không Ngày chỉ mình Bái ai với Đạo Phật làm thầy Và ngày tán tháng Hòa Thượng Hải Hiền hết lời Vì niệm một câu vật hiệu 92 năm Hai chỗ này mình ghép lại Mình để ý thì mình thấy với căn tính chúng ta trong thời Phật pháp này thì đúng là một câu Phật hiệu này phải gọi là nhất môn thâm nhập phải quân tu lâu dài chỉ nhất là chiên nhất một câu Phật hiệu quân tu là lâu dài niệm một câu Phật hiệu này phải gây dựng tính tâm tính nguyện cho cực kỳ mạnh một câu Phật hiệu quý vị thấy rằng là thời cuộc của chúng ta tu hành rất nhiều người nói cách này cách kia cách nọ rất nhiều. Nếu như mình không có một chỗ an trụ rõ ràng, thì nhất định chúng ta sẽ bị dao động. Nên hàng Phật tử bây giờ hướng đến Phật pháp, biết Phật pháp cũng rất đông. Nhưng để quý vị có một phương pháp tu, quý vị có mục tiêu vững chắc, Nhưng Đức nghĩ rằng chỉ có lấy Đức Phật làm thầy là chính nhất, đặc biệt nhất. Có nghĩa là sự thị phi gì Thì cũng không thể nào ai có thể chuyển xây được, được Cái đức hạnh của Đức Phật Nên chúng ta lấy Đức Phật làm thầy là chuẩn nhất Chuẩn nhất luôn Và bản thân những đức Cũng lấy ai Di Đức Phật làm thầy Mình vào trong ngôi tam bảo Được gặp Phật Pháp Nhờ vị thầy thế gian 15 năm trong đạo nhờ vị thầy thế gian cũng giúp đỡ khi xong nhiệm vụ Ở trong ngôi tam bảo Lại trở thành người cư sĩ Ở ngoài thế gian Thì bây giờ những đức làm cư sĩ Những quý vị cũng là cư sĩ Chúng ta cùng Hướng đến ai như là Phật làm thầy Lấy Đức Phật làm thầy Chúng ta đều là những bạn đồng tu Những bạn sen Hướng về thế giới cực lạc Những người hữu duyên Đây là chỗ chuẩn nhất đặc biệt nhất mà sẽ không bao giờ ai thị phi đối với vị thầy của quý vị và quý vị cũng sẽ không bao giờ thất vọng trong số lượng tất cả chúng ta đạo tràng hiện tại giờ này đang tu là một ngàn người thì người nào cũng là hướng đến ai với đạo phật làm thầy đức thích ca ni là vị giáo chủ ở cõi ta bà này nhưng ngài lại chỉ mình niệm ai với đạo phật để cầu sanh cực lạc nên hai vị thầy này là chuẩn nhất nhưng chúng ta niệm một danh hiệu Đức Phật A Di Đà Lấy A Di Đà Phật làm thầy Đây là điều cực kỳ chuẩn xác Trong số lượng chúng ta đang niệm Phật Nghe những cốc đoạn này Thì phải nhớ rằng Dù ai có bỏ tu đi chăng nữa Cũng không có vấn đề gì Vì sao? Vì chúng ta đều hướng đến A Di Đà Phật làm thầy Không có việc gì để chúng ta phải thất vọng cả Vì A Di Đà Phật chúng ta không thất vọng ai cả Ai niệm Phật hay không niệm Phật Ai tu hay không tu Ai làm thiện làm ác Chuyện đó của họ Chuyện của chúng ta là gì Chúng ta cùng hướng về thế giới cực lạc Đây là chỗ chuẩn xác nhất Chúng ta chỉ là bạn đồng tu Bạn sen Hướng về thế giới cực lạc thôi Quý vị không có cái gì để phải dính mắt nhau cả Ai cũng là người nỗ lực cố gắng để mà tu tập Cố gắng để mà sửa cái tâm mình Những đứa cũng làm việc đó Quý vị cũng làm việc đó tu là gì là tu sửa chúng ta đều là phạm phu ai cũng còn sai nên chúng ta là phạm phu ai cũng cần phải sửa nên lấy ai với đà phật để làm trung tâm chính nhất để bản thân chúng ta sửa đổi lỗi lầm giống như mình tụng kinh vô lượng thọ nhân địa tu hành của pháp thạng tỳ kheo mình đọc những đoạn kinh để chỉnh sửa chích bản thân mình và mình niệm ai với đà phật để phát tâm phật để mỗi lần chúng ta làm điều gì sai Chúng ta nhờ danh hiệu Phật Để giúp cho mình giác ngộ để sửa đổi lỗi lầm Quý vị nhớ Nên những đức khi làm cư sĩ Cũng là quy tắc như thế nào Thích ở một nơi Điều thứ nhất Không bao giờ Những đức Đi chỗ này chỗ kia Điều thứ hai Thích trụ xứ một nơi Và tiếp tục chuyên tu một câu vật hiệu Niệm cả đời đó là mục tiêu của những đức. Có nghĩa là không phải bây giờ làm cư sĩ mà những người mình biết nhau có thể dị bất cứ ai rủ mà đi đến nhà người này, đi đến nhà người kia, đi đến nhà người nọ. À. Có nghĩa là những gì, những đức đến nơi nào là những đức thích đi. Những đức đi đến đâu là do những đức muốn đi đến nơi đó. Chứ không phải là ai rủ những đức mà những đức đi cả những đức, đức thích đi đến nơi nào nhưng đức sẽ đi đến nơi đó những đức không thích đi thì không ai ép được những đức hết và luôn luôn giữ một cái tâm là một câu vật hiệu chiên nhất chứ không phải bây giờ làm cư sĩ thoải mái rồi thì lúc này muốn đi đâu đó đi không phải vẫn duy trì tiếp tục là ở nơi nào vẫn thích ở một nơi chỗ ở rõ ràng một nơi Đến khi những đức có một chỗ ở ổn định giống như là an cư để hành đạo Thì lúc đó những đức sẽ báo cho vị viết Còn bây giờ những đức dẫn là tạm thờ ở một nơi nào đó để tu tập Thật sự mà nói thì có người an cư hành đạo là chỗ ổn định nhất Nên mỗi một người mình nên hướng đến Ai-di-đà Phật thì cả cuộc đời tu tập quý vị sẽ không bao giờ quý vị thất vọng ai cả. Vì ở cái cõi đời này nghiệp duyên của mỗi một con người. Nên chúng ta bữa nay gì, ngày mai là khác. Nhưng mà riêng ngay với Đạo Phật là chuẩn nhất, tuyệt vời nhất. Nên quý vị nhớ rằng 15 năm những đức trong ngôi tam bảo. Nếu nói về một vị thầy truyền pháp tu thì những đức cũng không biết vị nào là người truyền pháp tu cho những đức nên từ nơi đó những đức hướng đến ai với đạo phật làm thầy chuẩn nhất Vì niệm ai với đạo phật trong 15 năm đó thì những đức cũng không có học gì nhiều ở trong phật pháp chỉ có gặp ngay pháp môn tịnh độ và chuyên niệm một câu phật hiểu mà có thể được an tâm như vậy thì những đức đến với cuộc đời này gặp phật pháp là duyên và niệm ai với đạo phật lấy đức phật ai với đà làm thầy là chuẩn nhất chỉ không có một vị nào khi nhìn đức vương chùa Mà người đó đem pháp môn tịnh độ Truyền giao cho những đức Nói về tông chỉ rõ ràng không có Nên những đức chỉ có lấy Ai Di Đà Phật làm thầy Và cả đời niệm a Di Đà Phật Để phát tâm Phật Và cố gắng gây dựng một câu Phật hiệu này Những đức chỉ có nghe Đại Lão và Thượng Tịnh không Là hơi chuẩn nhất Nên Ngài nói rất rõ ràng Thầy của Ngài Thì đem sách án tổ ra Chỉ Ngài là vị thầy thứ hai nhưng tới đời Ngài thì Ngài phiên chúng ta nên lấy ai với Đạo Phật làm thầy. Ngài không chỉ thêm một vị thầy nào nữa cả. Nên cuộc đời những đức cũng không chỉ một vị thầy nào hết. Cả bản thân những đức cũng không phải làm thầy gì của quý vị hết. Những đức cũng hướng với ai với Đạo Phật. Quý vị cũng hướng với ai với Đạo Phật. Nên cả đời chúng ta làm bạn đồng tu. Đây là bạn đồng tu 100% luôn. Không có một chút gì là không phải bạn đồng tu hết. Nếu như lúc trước như Đức làm người xuất gia Thì nói với quý vị là bạn đồng tu Còn khách sáo một chút Còn bây giờ là rõ ràng chúng ta là bạn đồng tu Điều là hàng cư sĩ đó, Nên từ nơi đó mà rất đặc biệt Chúng ta là bạn đồng tu Cùng hướng đến Ai Di Đà Phật Nên những Đức không phải thầy của quý vị Chỉ là người niệm Phật Thích niệm Phật Rồi chúng ta cùng tu tập xong Rồi ngồi lại với nhau như vậy Để nói chuyện Quý vị biết những đức cũng không phải giảng pháp luôn Vì thấy những đức ngồi gì Sao giảng pháp Ta ngồi thiết pháp thì người ta ngồi trên ghế Trên pháp tòa rồi người ta ngồi người ta giảng Hỏi chút Còn đây quý vị coi những đức lỡ 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 hết Những đức ngồi với đất Với gạch Quý vị thì cũng ngồi ở đâu khắp nơi đó Quý vị nghe không nghe gì tới chuyện của quý vị Có những người vì thích nghe Vì ngồi không thích nghe Vì đi ra ngoài thôi Rất là thoải mái Nghĩa là nói về đạo tràng Thì nó cũng nó cũng không phải là một cái, một, một, cái đậu tràng gì trước mặt mình đông đúc Nó chỉ là cái màn hình thôi Tại vì nghe không nghe gì thì cũng Không có dính giác gì tới những đức Chỉ là thấy có một số người ngồi vậy Thì những đức cứ đem pháp một tình độ giới thiệu Rất là tự tại Và thêm một cái nữa là gì Cả đời những đức cũng không có nhận cái chuyện cúng dường Vì như đức là cư sĩ mà cúng dường gì Quý vị chỉ thấy chỗ nào làm được thiện, làm tốt Quý vị tu viên, tu phước tu duyên đó chuyện của quý vị. Còn bản thân những đức bây giờ một hai anh em. Cuộc sống những đức cứ như vậy mà sống thôi. Rồi niệm Phật thôi. Cô không có làm Phật sự gì cả. Không dính Phật sự gì hết. Nó chỉ là cư sĩ ở một nơi lo niệm Phật. Vậy thôi. Nghĩa là cả đời mà được gì là quá hạnh phúc mà. Thật sự những thời gian những đức đã trải qua hết rồi quý vị. Cái danh cái lợi gì đức đã trải qua hết rồi Thế vị coi là những pháp hội như Đức tổ chức thì vị thấy phải rõ ràng không? Cuộc đời như Đức đi tu 15 năm cũng cực kỳ xứng đáng. Quá xứng đáng. Cũng là để là một cái gì, một ấn tượng cực kỳ đặc biệt dù là bao nhiêu cái tai tiếng này kia. Nhưng quý vị xem lại những chương trình những Đức tổ chức thì mãi về sau chắc cũng khó có được những pháp hội cực kỳ thù thắng như vậy. Nhất là pháp hội lễ viết Đức Phật A Di Đà, pháp hội Phật Đảng. Pháp hội lễ viết quan âm Nhưng pháp hội đúng là Chúng ta khi coi đến Đúng là một thờ Quá khứ là đặc biệt Phải nói rằng là Gieo hạt giống nhân duyên đó Đến lúc mà Hội tụ nhân duyên Cho những người chuyên tu như chúng ta Cái đó là lúc Phát động nhân duyên Còn bây giờ là hội tụ nhân duyên những người chuyên tu thì coi Tự nhiên ở đâu Mỗi người mỗi nơi mỗi nhà tùm lum Tự nhiên vào cái rung mà tu Cái này không đơn giản nha quý vị Người ta đến một ngôi chùa gì Có một số người để người ta cùng tu chung Còn cái này quý vị thấy rằng tự nhiên chúng ta bấm lên một người ngồi đó Rồi, 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 rồi tu tập chung vậy nè Những người này là những người có tâm quyết lắm nè Những người chịu tu nè Thấy không? Phải rõ ràng không? Bây giờ là lọc rồi nè, cái sàn này nó sàn cái nè Những người nào chuyên tu thì nhào vô những người nào chuyên tu Muốn niệm Phật cầu sanh cực lạc thì vào Quý vị để ý nha Vì khi tu đây một thời xong Thị phi bị giảm tối đa luôn Để ý phải không Bởi vì đi đến chỗ đông người Nó sạn bị bớt lắm đó Đi tu xong một thời nhưng mà nó sạn vì rất nhiều Người này nói này Người kia nói kia nói nọ Đủ thứ chuyện để nói chứ à, Chúng ta đã trải qua chúng ta rút kinh nghiệm chứ Bây giờ là lúc chúng ta có thể tạo ra nhiêu giữ được nhiêu nè. Còn không làm thì thôi. <laughs> những đức cũng hết lòng hết dạ Không làm thì thôi. Vì là quá đặc biệt rồi còn gì quý vị coi. Con người từng ở trong ngôi tam bảo thì phục vụ chúng sanh thì bằng cả tấm lòng. Vì thấy bao nhiêu chương trình như đức tổ chức không? Đâu phải sung sướng đâu quý vị. Cực lắm đó. Ai làm thử đi rồi sẽ biết. Đó. Nên á. Khi những đức Bước ra khỏi chùa làm cư sĩ Thì bản thân như Đức lại tu với quý vị được bốn thờ Những gì những Đức nói với vị là những gì bây giờ như Đức làm Những Đức đã từng nói rằng Vì sao những Đức có hiện tướng gì Thì những Đức cũng niệm Phật và tu với quý vị Đây là xác thực 100% rồi Bây giờ những Đức hiện tướng cư sĩ nè Thì những Đức tu với quý vị ngày bốn thờ Về sau này Tất cả những người lỡ trong con đường tu Gặp những sự trở ngại Quý vị hãy làm như những Đức tu ngày bốn thờ với Phật tử đi Nói với vị nghe hai thờ thôi Cũng là đặc biệt rồi đó Phan nói tới bốn thờ Hai thờ thôi Quý vị đi tìm đi Đi tìm người nào hướng dẫn niệm Phật quý vị Mà mỗi ngày sáng tối tu hai thờ Đều rang với quý vị Cũng đã khó tìm rồi đó Còn bốn thờ không dễ đâu quý vị à. Nên tại sao Ngày Hoàng niệm tổ ngày nói Đờ mạt pháp người cư sĩ thành tựu nhiều Mà cư sĩ nào biết không nữ cư sĩ, nữ cư sĩ là thành tựu nhiều nhất vì sao? Vì nữ cư sĩ tu nhiều nhất. Pháp hội như Đức từng tổ chức, ba chục người thì trong đó những Đức nghĩ rằng là chắc là chiếm ưu thế người nữ hết, chín mươi chín mươi là người nữ hết luôn. Còn người nam leo que chỉ có mấy ông, ít ông lắm. Không? bây giờ tới cái đậu tràng nhân công chung này cũng vậy luôn nó nhìn nguyên vàng này nhìn con mình con ông một là vũ công hải dương <laughs> nên từ nơi đó mà có một ông đang ông một à mà ông đang ngồi mai đồ cái gì đó nên à, còn khúc sau thì ai biết nhưng mà đa phần là nữ không nên ngày hoàng niệm tổ ngày à, chú giải bộ kinh vô lượng thọ đúng không? à đúng rồi ngày hội tập bộ kinh vô lượng thọ Ngài nói rằng thờ mộc pháp này người nữ thành tựu sẽ rất nhiều hàng cư sĩ nữ thành tựu nhiều nhất mà những đức thật sự mà nói cũng có duyên với người nữ có duyên với người nữ cũng đâu nên pháp hội những đức đa phần nữ không <laughs> cái này là quá quá mừng quý vị, vị tại chư tổ sư đã, đã đã nói rằng là người nữ về sau thành tổ sư rất nhiều vậy thì bây giờ mình lại có duyên với người nữ vậy là chúng ta lại giờ đồng hành là cùng cư sĩ nữa thôi giờ chúng ta cùng hướng đến ai như là phật làm thầy đi để đức không phải thầy của quý vị nghe nhớ kỹ điều này á nên bản thân những đức lỡ có làm sai gì bản thân những đức một mình chịu thôi quý vị thất vọng cái gì là chuyện của quý vị đó còn quý vị hướng đến Ai Di Đà là Phật làm thầy đi Những đức cũng là một kẻ phàm phu Chỉ quý vị hướng đến Ai Di Đà Phật thôi Còn cái chuyện của những đức là nhân quả của những đức Còn quý vị có niệm Phật hay không niệm Phật Đó là chuyện của quý vị Còn những đức cũng là một cư sĩ Một kẻ phàm phu tội lỗi Cũng như chúng ta là những người có tạo nghiệp Cùng hướng đến Ai Di Đà Phật Để cầu sanh cực lạc thôi Chỉ có vậy thôi quý vị Những đức mong rằng tất cả những người nữ này Hay người nam, gì, nữ thì đông Mong quý vị từ hôm nay gặp được pháp môn niệm Phật Trở thành một người nữ dễ thương Dễ tính, hiền Làm vợ thì Ngoan ngoãn làm vợ đàng hoàng Đúng không Trung thủy Rồi đảm đang Nhiệt tình trong mọi công việc Mong rằng những người nữ này Những đức có duyên với quý vị Cùng tu tập với quý vị Những đức mong quý vị sẽ là những người nữ như vậy Quý vị đừng nói như đức làm thầy quý vị Nhớ kỹ nghe Mà những đức cũng có cái tấm lòng gỡ đến quý vị Mong quý vị sẽ tốt Sẽ vui trong mọi hoàn cảnh Dù được người ta thương Hay người ta không thương Hay người ta sống với mình hay người ta bỏ rơi mình Quý vị những đức mong quý vị sẽ sống tốt Sẽ cảm thấy ấm lòng Vì mình gặp được Phật Pháp Gặp được Ai Di Đà Phật Để cầu sanh cực lạc Chúc quý vị an lạc Ai Di Đà Phật Ai Di Đà Phật Ai Di Đà Phật chúng ta hẹn gặp ở thế giới cực lạc nha ai vậy nào phật